sau khi thu nhận thêm sa tăng ở sông Lưu Sa làm đồ đệ, bốn thầy trò đường tăng thẳng đường cái thanh thang sang Tây Trúc. Dọc đường, trải mấy non xanh nước biếc, biết bao cỏ nội hoa rừng. Ngày tháng đưa thoi, cuối thu hưu hắt. Chỉ thấy rừng thông đầy lá đỏ, gió muộn cúc vàng hoe, âu sầu rền giọng dế, dầu dĩ ngâm tiếng ve sơ xác sen rủ lá um tùng quất đỏ lòe trên trời đàn nhạn lạc lướt gió bay sập xòe đi một hồi lâu trời vừa xế bóng tam tạng nói với mấy đồ đệ các con ơi trời đã chiều rồi phải đi tìm chỗ trọ đi chứ sư phụ nói thế là không phải rồi người tu hành thì phải nằm xương gối tuyết trải gió tắm mưa tới đâu là nhà đấy sao lại phải đi tìm hỏi chỗ ngủ anh ơi anh đi tay không nên không thường đến người gánh nặng từ lúc qua sông liêu xa suốt ngày trèo non lội suối gánh nặng chịu trên vai em không ta nào gánh nổi nữa rồi cũng nên tìm đến chỗ trọ một là kiếm lưng cơm chén nước hai là nghỉ ngơi cho khỏe mới hợp đạo lý chứ. Chú mày nói như vậy là có ý oán trách hả? Vẫn còn giữ cái thói khi còn ở thôn họ cao, quen ý lại vào người rồi. Không được đâu nhá. Đã là người theo đạo sa môn thì phải chịu, đắng nuốt cay mới làm được đồ đệ. Anh có biết gánh hành lý nặng bao nhiêu không? Từ khi có chú và sa tăng, tôi có gánh nữa đâu mà biết được nặng nhẽ. Thế thì anh nghe tôi kể cho mà nghe Hai đôi sọt bằng mây Tám dây thừng buộc thắt Còn sợ mưa thấm vào Mấy lần chiên bọc chặt Đòn gánh đè trên vai Hai đầu đóng đinh sắt Gậy chín vòng bằng sắt bịt đồng Áo nàn đài mây mẫu lá kết từng ấy thứ hành lý nặng như thế cứ gánh hết ngày này sang ngày khác thì chịu làm sao được dễ chỉ có anh mới là đồ đệ của sư phụ còn còn tôi thì là thằng gánh thuê à <laughs> đồ ngốc chú nói chuyện ai thế tôi nói chuyện với anh còn gì nữa đừng có nói nhảm phần tôi chỉ là chăm sóc sư phụ còn chú và sa tăng phải chuyên trông nom hành lý chăn dắt ngựa Nếu có sơ xuất Gậy tôi sẽ phang cho Ây ơi Anh chưa nói đánh Đánh là lấy thịt đẻ người Tôi vẫn biết tính anh đài cát Chẳng thèm gánh đầu Nhưng còn con ngựa của sư phụ Cao lớn béo tốt kìa Chỉ cõng một vị sư thôi à, Giá mà anh cho nó đỡ hộ mấy thứ Thì cũng là tình anh em đấy Chú tưởng nó là con ngựa thường hay sao? Hắn là con trai của Tây Hải Long Vương Ngao Thuận, tên là Long Mã Tam Thái Tử. Chỉ vì đốt cháy Ngọc Minh Châu ở trên điện, bị cha kiện là ngỗ nghịch, phạm tới tội trời. Nhờ ơn Bồ Tát cứu mạng để cho ở khe ông sầu đợi sư phụ ta đến. Lại được Bồ Tát đến tận nơi cưa sừng lột vấy chích hạt châu ở dưới cổ mới biến làm con ngựa tình nguyện đèo sư phụ sang Tây chúc bái Phật. Đó đều là công quả của từng người, chứ không nên tị nạnh làm gì. Sa Tăng nghe nói thế, bán tín bán nghi liền hỏi ngay. Anh ạ, à, thế có phải là rồng thật không? Không là rồng thật, chẳng dễ là rồng giá ư? Anh ạ, à, tôi thấy người ta thường nói, rồng biết đằng vân giá vũ, đất lở cát bày, có tài khua biển dốc sông, thừa sức bạt sơn dãy núi, Sao đây tôi thấy hắn có vẻ y ạch lắm Chú muốn hắn chạy nhanh chứ gì Tôi bảo hắn chạy nhanh cho mà xem Nói rồi ngộ không rộng cần thiết bổng xuống một cái Liền tỏa ra muôn ánh hào quang rực rỡ Con ngựa trông thấy cần thiết bổng Sợ bị đánh cuống cuồng dơ bốn cẳng trồm lên Chạy vút đi như bay Tam tạng người yếu ghi lại không được nó phi thẳng tới sườn non, rồi mới đi thong thả lại. Đến đó, Tam Tạng mới kịp thở lại cho bình tĩnh. ngẩng đầu nhìn, thấy đằng xa xa có một ngôi lầu trong bụi thông um tùm, thật là huy hoàng lộng lẫy. Cửa trồng chắc biếc, nhà gần núi xanh, mấy cây tùng mườn mượt, một dãy trúc thanh thanh. Bên cầu hoa lan bát ngát, dốc tường khóm trúc xinh xinh. Vôi nề tường vách, gạch lát chung quanh. Nhà cao rất tráng lệ. Phòng lớn rộng thênh thanh. Chẳng có châu bò, không có chó lợn. Mùa màng chắc đã hoàn thành. Tam tặng dòng cương khoan bước. Các đồ đệ kéo nhau đuổi đến xem. Hành giả hỏi. Sư phố có bị ngã không? Thật quá thể tí nữa thì ngã sư phụ đừng có mắng con đấy là tại chú bát giới chê ngựa đi chậm nên con thúc nó chạy nhanh một tí đấy mà chàng ngốc ta theo ngựa phải rào cẳng đứng thở hồng hộc miệng lẩm bẩm cáu gắt thôi anh mày chỉ biết mình thôi không đếm xỉa đến ai hết gánh đã nặng chết đi rồi lại còn đùa bắt chạy theo ngựa nữa các con không nên bàn cãi nữa đằng kia ta thấy có một ngôi nhà lầu chúng ta đến đấy hỏi trọ đi hành giả nghe nói vội vàng ngừng đầu lên nhìn quả thấy mây lành vây quanh khí đẹp bao trùm biết đây là thần tiên hóa ra nhưng không dám để lộ bí mật của trời nên chỉ nói tốt lắm tốt lắm chúng ta đến hỏi trọ đi đường tăng xuống ngựa, đứng ngắm nhìn tòa lầu cao nguy nga tráng lệ, cứ tắm tắc khen mái. Còn xa tăng để hành lý xuống, bắt dưới dắt ngựa nói, Chà, nhà này giàu sang quá nhỉ. Thấy hành giả toan đi vào, đường tăng ngăn lại. Ta là người tu hành nên tránh những sự hiểm nghi, chớ có tùy tiện vào. Hãy đợi khi có người già sẽ lễ phép hỏi trọ mới được. Bát giới dắt ngựa đến một cái cọc ở trước cửa, buộc dây cương xong, ngồi dựa dưới chân tường. Tam tạng ngồi trên một cái trống đá, còn hành giả và sa tăng thì ngồi ở hè nhà. Đợi mãi chẳng có ai ra. Hành giả sốt giật đứng dậy, đi vào trong cửa. Thấy có một ngôi nhà to ba gian trông hướng nam, rèm mảnh cuốn cao, trên treo một bức hoành phi vẽ núi thọ biển phúc hai bên cột vàng nuột dán một đôi câu đối bằng giấy đỏ trên viết bên cầu liễu yểu tơ buông thấp trước viện mai thơm tuyết điểm xuân ở giữa nhà đặt một chiếc kỷ nhang sơn then trên kỷ đặt cỗ đỉnh chung quanh có sáu ghế dựa hai bên tường treo tranh tứ quý hành giả đương đứng xem đằng cửa sau trượt có tiếng chân người một bà già đã đứng tuổi đi ra thỏ thẻ hỏi ai đến nhà đàn bà quá này làm gì đấy hành giả vội khép ngắt nói tiểu tăng từ đại đường bên đông độ phụng chỉ sang tây thiên lễ phật cầu kinh thầy cho bốn người chúng tôi qua tới quý xứ thì trời đã tối vào đây xin bà cho ngủ trọ một đêm ạ à. Người đàn bà vui vẻ đáp Thế thì còn ba vị nữa ở đâu? Mời cả vào đây Hành giả quay ra gọi Mời sư phụ vào đây ạ à. Nghe thấy tiếng hành giả gọi Bát giới xa tăng dắt ngựa quẩy hành lý Theo đường tăng vào trong nhà Người đàn bà ra đón Bát giới đưa mắt nhìn trộm Thấy bà ta ăn vận Nào là Mặc áo gấm nhuộm màu quan lục Cổ cuốn khăn hồng vận quần nhung theo cảnh ngạn vàng chân đi hài đỏ trang điểm đúng kiểu đời tết đôi món tóc tựa hai con rồng cuốn trên đầu học cung trang cắm chiếc lược ngà như vành nguyệt đè trên mái phượng mái tóc hoa dâm đầu chớm điểm hoa tai lóng lánh cặp minh châu dù không son phấn xuân còn bảnh Tuổi trẻ phong lưu khó át nhau. Người đàn bà thấy ba người đi vào lại càng vui vẻ. Lễ phép mời vào trong nhà. Chào hỏi xong xuôi, bà ta mời bốn thầy trò ngồi chơi xuôi nước. Một nữ đồng nhỏ hãy còn xóa tóc từ sau bình phong đi ra. Bưng chiếc khay vàng trên để chén ngọc. Hương chè thơm ngát, hoa quả ngọt ngào. Người đàn bà vén tay áo, nâng chén mời mọi người uống uống nước xong lại sai dọn cơm chay trong khi chuyện trò đường tăng vô tình hỏi đến họ tên bà ta và tên địa phương đang ở trọ người đàn bà đáp đây là đất tây châu tôi họ già nhà tôi họ mạc bố mẹ chồng không may mất sớm vợ chồng tôi được thừa hưởng gia tài của cải trăm vạn ruộng tốt nghìn mẫu nhưng số trời ban cho vợ chồng tôi không có con trai Chỉ sinh ra được ba cháu gái Chẳng may năm trước nhà tôi bị mất Một mình ở quá À, đến nay đã mãn tang rồi Ruộng nhà để lại anh em họ hàng chẳng có Muốn đi lấy chồng khác lại khó bỏ cơ nghiệp mà đi May có sư thầy quá bộ đến đây Thầy trò bốn vị Nhà tôi mẹ con bốn người Ý muốn thành chồng Vừa chẵn bốn cả Ý ngài thế nào Tam tạng nghe nói thế Chỉ giả câm giả điếc Nhắm chặt mắt lại Im lặng không nói gì Thấy thế người đàn bà lại nói thêm Nhà tôi đây có hơn 300 mẫu ruộng cấy Và hơn 300 mẫu ruộng màu Chạy trồng hoa quả hơn 300 mẫu Châu bò hơn một nghìn con, lừa ngựa từng đàn, lợn dê vô số. Trang trại đồng cỏ cộng tới sáu bảy chục nơi, thóc trong lẫm ăn tám chín năm không hết, lụa là mặc lấy chục năm vẫn còn, tiền bạc tiêu xài cả đời thừa thãi chẳng thiếu gì trứng gấm chăn gù, kiềng vàng xuyến bạc đủ hết. Nếu thầy trò nhà ngài chịu thay lòng hoàn tục, làm dễ hàn môn sẽ được hưởng dụng vinh hoa thế chẳng hơn đi sang tây trúc vất vả khổ sở tam tạng chỉ như ngây như dại chẳng nói nửa lời người đàn bà lại nói tiếp tôi đẻ giờ dậu ngày mùng ba tháng ba năm đinh hợi nhà tôi hơn tôi ba tuổi tôi năm nay bốn mươi còn cô gái nhớn tên là chân chân năm nay 20 tuổi. Cô giữa tên là Ái Ái, 18 tuổi. Cô bé út tên là Linh Linh, 16 tuổi. Đều chưa gả bán cho ai. Tôi tuy xấu xí, nhưng các cháu đều có chút nhan sắc. Việc nữ công theo thùa các cháu đều thạo cả. Vì rằng nhà tôi chức hiếm hoi nên nuôi nấng các cháu cũng như con trai. Ngày còn nhỏ, các cháu được đi học, biết làm thơ, làm câu đối. Tuy là người rừng rú, nhưng chúng tôi không nến nối quê mùa thô tục. Nghĩ rằng cũng có thể kết đôi với các ngài được. Nếu các ngài chịu bỏ hoài bão cũ, để tóc dài, sẽ làm ra trưởng nhà này, ăn sung mặc sướng, chẳng hơn bát đàn áo thâm, giày dơm nón lá ư. Tam Tạng ngồi ở phía trên, chẳng khác gì trẻ con kinh sống, cò bợ phải trời mưa, sợ rúm cả người lại, lim dim cặp mắt, quay mặt sang phía khác. Nghe nói đến giàu sang như thế, gái đẹp như vậy, bát giới lại thấy ngứa ngáy. Ngồi trên ghế, chẳng khác gì như bị kim châm vào hông, nghiêng mắt nọ ngả bên kia, nhịn không được. Bèn chạy ngay đến ôm choàng lấy sư phụ nói. Bà ấy nói chuyện với sư phụ, tại sao sư phụ cứ làm thèn thế này? Cũng phải quan tâm đến một tí chứ. Tam tặng giật mình, ngoảnh lại gạt mắng bát dưới Này con ơi, chúng ta là người xuất gia tu hành cơ mà. Sao lại để cho mồi phú quý động lòng, vẻ yêu kiểu mê trí? Thế còn tu với hành làm sao được? Thấy đường tăng mắng đồ đệ như thế, Người đàn bà vừa cười vừa nói Khổ lắm, đi tu thì có cái gì tốt nào? Thưa bà, người tại gia thì có gì tốt? Xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ nói cái tốt của người tại gia để ngài nghe Mùa xuân tha thướt bộ quần là Mùa hạ thưởng sen mặc áo xa Thu tới làm men ngâm rượu nếp đông về sưởi ấm ở lầu hoa bốn mùa hưởng thụ đều sung sướng tám tiết ăn chơi đủ ngọc ngà chướng gấm màn the đèn nến đỏ còn hơn mỏi miệng niệm di đà thưa bà người tại gia đầy vinh hoa thừa phú quý ăn mặc đẹp trai gái đề huệ là sung sướng đấy Nhưng chúng tôi là người xuất gia đi tu Cũng có chỗ tốt Xin nói để người nghe Xuất gia quyết lập chí phi thường Sũ sạch tơ tình chẳng chút vương Ngoài miệng không hề lời ái dục Trong lòng đã có sẵn âm dương Công thành danh toại trầu kim khuyết Giá sạch lòng trong về cố hương Gấp mấy tại gia mê rượu thịt Túi cơm giá áo có ai màng Người đàn bà nghe lời thế đâm phát cáu lên Lão sư này thật không biết điều Sao lại dám vô lễ thế Nếu ta không nể nhà ngươi từ bên nông độ lặn lội tới đây Ta sẽ tống cổ ra ngay Ta đã thực lòng thực dạ Đem cả gia sản kén các ngươi làm rể Ngươi lại nói hỗn với ta như thế Người đã thụ giới phát nguyện không chịu phá giới thì thôi Trong bọn đi theo để lại cho ta một người cũng được Sao người cứ khăng khăng thế Tam Tạng thấy người đó phát cáu Giả vờ ù hữu nói Thế ngộ không ở lại đây nha Chịu thôi chịu thôi Từ thuở nhỏ con không biết làm việc ấy Sư phụ bảo bát giới ở lại là hợp ý hắn đấy không biết có ai chịu ở lại làm rẻ cho nhà này không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, sau khi nghe người đàn bà quá kể, nào là của cải vô khối, nào là con gái xinh đẹp. Trong lòng bát giới đã ngứa ngáy rồi, lại thấy ngộ không nói để hắn lại làm rể. Trong bộ mừng thầm, nhưng vẫn làm ra dáng không thèm thuộng. Quay ra nói với ngộ không anh đừng có đùa thế, phải bàn bạc cho kỹ đã chứ. Thấy bát giới có vẻ trần trừ, đường tăng quay sang bảo sa tăng ở lại. Nhưng sa tăng nhất mực không chịu. Người đàn bà thấy mọi người từ chối, ra vẻ bực tức, quay trở vào bình phòng, cài chặt then cửa lại, bỏ mặc bốn thầy trò ở nhà ngoài. Bát giới trong lòng hầm hực đầm oán trách đường tăng. Sư phụ thật không biết liệu việc cứ kiểu cứng nhắc thế này sao được Lẽ ra người cứ việc ủ ơ qua chuyện Miễn sao lứa được bữa cơm chày chén no Và được đánh một giấc dễ chịu đã Còn ngày mai thuận hay không thuận Là ở thầy cho mình chứ Thấy bát giới cầu nhau Sa tăng liền nói với bát giới Theo tiểu đệ Sư huynh ở lại là vừa nhất Bát giới lại lên giọng phải bàn bạc cho kỹ đã, Hành giả nói luôn Bán bạc quá gì Nếu chú bằng lòng thì thưa với sư phụ một câu Chú sẽ hoàn tục làm một trang gửi dễ Nhà họ lắm tiền nhiều thấp thế vậy Nhất định sẽ được một món của hồi môn béo bỏ Thế nào mà chẳng sửa soạn bữa tiệc cưới linh đình Chúng tớ cũng được đánh chén Thế chẳng tiện cả hai bếu ư Nói ra thì như thế đấy Nhưng không lẽ tôi đã thoát tục Lại hoàn tục bỏ vợ lại lấy vợ ư không sao cả trước đây chú chẳng từng làm dễ thôn họ cao là gì lâu nay xa nhà hẳn lại nhớ đến món ấy này chú ngốc ơi ở lại làm dễ đi thôi nói nhảm nói nhảm lòng và cũng như lòng sùng độc đèm lão trừ già bèo diếu kỳ thực anh nào mà không muốn được như thế chẳng qua chỉ làm bộ làm tịch già điều ta đầy ngớ ngẩn thôi các anh cứ bàn đi lão trừ già chặn ngựa đây thế là chàng ngốc vội vội vàng vàng dắt ngựa đi tuột thấy vậy hành giả nói với sa tăng chú mình ngồi hầu sư phụ ở đây nhá tôi đi xem hắn ta chăn ngựa ở đâu nói xong hành giả quay ra ngoài hành lang lắc người một cái biến ra một con chuồn chuồn đỏ bay qua cửa sổ theo dõi bát giới bát giới dắt ngựa đi đến chỗ có cỏ lại không cho ngựa ăn cứ quát quát tháo tháo dục ngựa đi về đằng cửa sau đã thấy người đàn bà cùng với ba cô con gái đứng ở ngoài cửa sau đang dạo chơi ngắm hoa cúc trông thấy bát giới đi tới ba cô con gái lẩn vào trong nhà người đàn bà đứng ở trước cửa hỏi Chú Tiểu đi đâu thế? Chàng ngốc buông dây cương xuống, đến gần dạ một tiếng rồi nói. Thưa mẹ, con đi chăn ngựa ạ. À. Sư phụ nhà chú thật là lầm to. Làm rể nhà tôi chẳng hơn là làm sư vai vác tay mang thất thẻo đi sang Tây Thiên ư. Các người ấy vâng chỉ vua đường, chẳng dám trái lại. Nên không chịu làm việc ấy Vừa rồi bọn họ cứ vốn vào cho con Nhưng con còn ngại ngùng Chỉ sợ mẹ lại chê con mổm dài tài tỏ thôi <laughs> Con tùy người xấu xí Cần kíp lại nền công Ví làm nghìn mẫu ruộng Châu bỏ không cần dùng Đinh bà bỏ mà chập, Dòng cấy kịp thời xong Không mưa sẽ cầu vũ Thiếu gió sẽ hổ phòng nếu e nhà cửa thấp Sẽ xây hai ba tầng Sân vườn bẩn thiểu liền quét sạch Cống rãnh uống tắc sẽ khởi thông Công tò việc lớn còn kiểm cả Lên trời xuống đất đủ tài năng Ừ, chú đã làm nổi việc nhà như vậy Hãy về thương lượng với sư phụ chú Nếu không có chuyện gì rắc rối Sẽ nhận chú làm rẻ cần quá gì ông ấy có phải là bố đẻ con đâu ở hay không ở dò con cả thôi được để tôi vào nói với các con tôi biết đã nói xong liền quay vào trong nhà đóng chặt cửa sau lại bát giới cũng chẳng chăn ngựa nữa dắt tuột trở về nhưng có biết đâu đại thánh đã biết hết mọi việc liền xòe cánh bay về hiện lại nguyên hình nói với đường tăng thưa sư phụ ngộ năng chăn ngựa đã về đấy rồi ngộ không nói lại từ đầu việc bát giới đã chuyện trò với bà chủ nhà như thế nào cho tam tạng nghe tam tạng đang nửa tin nửa ngờ một lúc sau chàng ngốc dắt ngựa về tam tạng hỏi còn chăn ngựa rồi chứ dạ không có cỏ non để chẳng chăn ở đâu được <laughs> không có có nó nà, thế có chỗ nào dắt ngựa tán chuyện không? Bát giới nghe thấy câu ấy biết là lộ tẩy rồi, liền xo so đầu rụt cổ, trúng mõm trầu mày, chẳng rằng chẳng nói nữa. Bỗng nhiên hai cánh cửa mở và hiện ra một đôi đèn lồng đỏ, một chiếc lưu hương khói bay nghi ngút. Người đàn bà đã dẫn ba đứa con gái đứng sắp hàng ở dưới sân chắp tay chào hỏi. Quả nhiên, cô nào cô ấy, mặt hoa da phấn, mày liễu môi son, yêu kiều nền quốc sắc, yểu điệu bậc khuynh thành, nõn nà thay vóc ngọc mình ngà. Lúc đó, chỉ thấy tam tạm chắp tay cúi mặt xuống, hành giả phớt lờ chẳng thèm đếm xỉa. Xà tầng thì ngoảnh mặt đi không nhìn. Chỉ có bát giới mắt la mày lém, rụt rè khẽ nói. Phiền các cô quá bộ, mẹ hãy mời các cô đi về. Ba người con gái bước vào trong bình phòng để đôi đèn lồng ở ngoài. Người đàn bà hỏi. Bốn vị sư thầy đã định để vị nào ở lại làm rể nhà tôi chưa? Sa tăng trò bát giới nói. Chúng tôi định để vị này làm dễ nhà bà đấy <laughs> Người anh em đừng có đùa thế Phải để mọi người bàn tính đã chứ Hai bên đã trò chuyện thuế ở đăng cửa sau rồi Còn bàn tính quá gì Hôm nay là ngày thiên ân thượng cát Chú đến lễ sư phụ rồi vào làm dễ đi thôi Không được không được Sao lại dễ dàng thế Này đừng có vờ vĩnh nữa đã thưa mẹ xưng con mấy chục lần rồi mà còn làm bỏ hớ hãy dẫn cả chúng tớ vào đánh chén đi hành giả một tay túm lấy bát giới một tay dắt người đàn bà và nói kính thưa bà mẹ vợ bà làm ân dẫn dễ quý vào bát giới vờ dùng rằng không muốn đi người đàn bà liền gọi tiểu đồng bà dặn con lau bàn ghế cho sạch bưng cơm chay ra mời ba vị sư thầy xơi ta còn dẫn chú rể vào phòng. Một mặt lại truyền cho người nhà sửa soạn tiệc lớn để sáng mai mời khách. Nói xong, người đàn bà dẫn bát giới đi vào nhà trong. Cứ đi hết phòng nọ đến phòng kia, tầng tầng lớp lớp. Bát giới đi nhanh quá, cứ va chạm lùng cùng, sướt chán sể chân. Đi đầm quãng, bát giới kêu lên. Thưa mẹ, còn chưa biết lỗi, đi thong thả chở con với. Đây mới là kho đựng thóc, kho đựng của phòng xây sát, vẫn chưa đến bên nhà bếp đâu. Lại đi ngoắt ngoéo một hồi nữa mới đến phòng chính nhà trong. Người đàn bà nói với bát giới. Con ơi, sư huynh con nói hôm nay là ngày thiên ân cắt nhật cho con vào làm rẻ ta quên khuấy đi mất chưa làm lễ tờ hồng vậy con hãy lại mẹ tám lại nào mẹ dạy rất đúng mời mẹ ngồi lên để con lại vừa là lại tổ tiên vừa là lại mẹ người đàn bà cười và nói được đấy được đấy quả là một chàng rể được việc Mẹ ngồi đây, con hãy lại đi nào. Lúc đó, khắp nhà đèn nến sáng rực, bát giới khom lưng quỳ xuống lại xong nói, Thưa mẹ, em nào lấy con ạ? À? Thật là khó khăn, muốn gà đứa nhớn thì sợ đứa thứ hai tị, gà đứa thứ hai thì đứa thứ ba tị, gà đứa thứ ba thì đứa nhớn tị, cho nên chưa quyết định xong. Thưa mẹ, nếu vậy gả tất bà em cho con là xong. Lẽ nào lại thế? Một mình con mà chiếm cả ba con gái ta sao được? Mẹ nói thế chứ, người ta ba hậu bảy thiếp thì sao? Giá mà lấy thêm mấy cô khác nữa, con rể mẹ đây vẫn nhận tất. À, đây ta có một cái khăn mặt con chùm lên đầu phủ kín mặt. Ta sẽ cho ba con gái đi qua trước mặt. Hễ quờ được đứa nào thì lấy đứa ấy làm vợ. Bát giới chùm khăn mặt lên đầu cẩn thận rồi gọi. Thưa mẹ, mẹ bảo các cô ấy đi qua chưa? Chân chân ái ái linh linh, chúng con hãy ra cầu trời kén chồng nào bát giới nghe tiếng thầy tớ xôn xao mùi lan xạ ngặt ngào như tiên nga dáng thế vội vàng thò dài tay ra vớ vớ hết bên nọ sang bên kia mà chẳng vớ được ai qua qua lại lại không biết bao người mà chẳng quờ được cô nào của sang bên đông thì vớ phải cột nhà của sang bên tây thì va vào vách tường sưng mõm bêu đầu choáng váng lảo đảo ngã bổ nhào xuống ngồi bệt dưới đất thở hồn hến gọi. Mẹ ơi, con gái mẹ tinh khôn thế, chẳng quở được cô nào cả. Người đàn bà hất khăn chùm đầu bát giới ra nói. Con ơi, không phải chúng nó tinh khôn đâu, mà cứ nhường nhau không chịu kén con đấy. Thưa mẹ, các cô ấy không bằng lòng lấy con, thế mẹ lấy quách con vậy con rẻ giỏi nhỉ bất chấp già trẻ đòi lấy cả mẹ vợ dừng một lát người đàn bà lại nói thế này vậy ba cô gái ta rất khéo tay mỗi đứa có thêu một áo lót chân trâu nền gấm bây giờ đem cho con mặc thử mặc vừa áo đứa nào thì gả đứa ấy cho con à, vâng vâng mẹ đem cả ra đây cho con mặc thử màu. Người đàn bà vào buồng chỉ lấy ra một chiếc áo đưa cho bát giới. Hắn cởi luôn áo ngoài ra, vừa mặc áo lót vào chưa kịp cải khuy đã ngắn lăn ra đất. Thì ra hắn đã bị mấy sợi dây thừng trói chặt lại, đầu đớn quằn quại, còn người đàn bà đã không thấy đâu nữa. Đằng này, lúc đường tăng ngủ dậy, thì trời đã sáng mạch. Mở mắt ra nhìn thì lâu đài đã biến đâu mất. Chỉ còn lại ba thầy trò ngủ ở giữa giường thông. Đường tăng sợ hãi vội vàng gọi ngộ không và xa tăng. Xa tăng kêu lên, Sư huynh ạ, à, thôi, đích là chúng ta gặp ma rồi. Nào đâu có phải ma quá gì. Chỉ không biết thằng ngốc chuộc tội ở đâu. Đường tăng nghe nói ngạc nhiên hỏi, Sao, ngộ năng lại phải chuộc tội à? hành giả đang định phân trần chợt nhìn thấy một tờ thiếp dán ở cây thông liền gọi xa tăng lột xuống đưa cho sư phụ trong đó có tám câu thơ lê sơn lão mẫu ở xa khơi bồ tát quan âm có giấy mời hai vị phổ hiền văn thù nữa biến làm gái đẹp thử lòng chơi đường tăng có phúc không nhơ tục bát giới vô lương cũng học đòi nhắn nhủ từ đây nên hối lỗi không thì khó đến được chùa lôi bà thầy trò đường tàng đương đọc bài thơ bỗng thấy bát dưới kêu to ở trong rừng sư phụ ơi trói chết con rồi cứu con ơi từ nay về sau con không dám thế nữa mặc kệ nó chúng ta đi thôi sau khi biết đích là bát giới, đường tăng liền nói. Bát giới tùy ngu ngốc, nhưng là con người chất phác có sức khỏe gánh được hành lý. Ta phải theo lệnh của Bồ Tát quan âm cho hắn đi theo. Chắc từ nay về sau, y chẳng dám thế nữa đâu. Nói xong, Sa Tăng thu thập chăn chiếu xếp vào gánh tôn hành giả cởi ngựa đóng yên cương dẫn đường tăng vào rừng chính là theo chính tu hành nên cẩn thận rửa lòng ái dục để quy chân chưa biết chàng ngốc lành giữ ra sao